Đầu tiên hết ta học động từ thì là. Động từ thì là. Verb là động từ. Tiếng Việt mình thì động từ không có chia, ngôi nào cũng dùng chung nhau có một chữ thôi. Nhưng mà tiếng Tây thì nó khác. Bây giờ tôi là. Bạn là. Anh ấy là. Cô ấy là. Chúng tôi là. Các bạn là. Các anh ấy là, các chị ấy là. Như vậy là một ngôi, ta thấy gần như là một ngôi một chữ khác nhau. Nhưng mà ngôi in và ngôi an ta chú ý, anh ấy hay là chị ấy, in lê, an lê, ta sẽ có cái chỗ động từ, cái dạng đó nó giống nhau. Hay là ngang ngôi số nhiều, in sông, an sông, đó. Nó sẽ chia cái phần động từ nó giống nhau. Và cái quy tắc này đó là nó áp dụng chung cho hết mọi động từ đó. Tất cả mọi động từ nào còn vậy hết đó. Ngôi in số ít tức là anh ấy, ngôi an số ít tức là chị ấy, sẽ có cái động từ chia giống nhau. Ngôi in số nhiều dành cho ý nghĩa là các anh ấy hoặc là các anh chị ấy. Nếu cái nhóm nó số đông thì ta vẫn để theo cái chủ từ giống đực. Còn chừng nào mà chủ từ toàn bộ là các chị ấy thì ta mới dùng cái chữ an là số nhiều. Và cái phần động từ ta sẽ được chia giống nhau. Như vậy tôi là je suis, tu es, il le, elle, nous sommes, vous êtes. Chỗ này ta nối bằng âm giờ. Vous êtes, in sont và en sont. Tôi là, bạn là, chữ tuy ta gọi tất cả những người thân. Chữ vu ta cũng có thể gọi với một người, nhưng mà không phải là người thân. Trong những trường hợp đi làm việc hay là giao dịch ở nơi làm việc, bất kỳ một người khách hàng nào mình cũng đều gọi là vu. Một ông hay một bà mình đều gọi là vu. Ngoài ra cái chữ vu này là ngôi thứ hai cho nhiều, thưa quý vị cũng dùng chữ vu. Và động từ dù cho một ông thì vẫn dùng ngôi cho nhiều này, vu zep. Chỉ khi nào mình nói với một người thân mật mới dùng tuy e. Và mình không bao giờ đổi vị trí của mấy cái chữ này, không bao giờ nói là rơ, et, tuy, som mày đó, tuyệt đối là không được. Có nhiều em lại thắc mắc lại hỏi cô là chữ nào nó cũng cùng nghĩa với nhau, như vậy có cần nhất thiết là mỗi ngôi một chữ? Phải nhất thiết luôn luôn là như vậy. Ta không thể đổi mà chủ từ đây và động từ nằm kia, chủ từ chỗ kia, động từ nằm chỗ nọ. Ta phải học thuộc lòng cái mẫu này.